Thưa quý vị, sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có văn bản chỉ đạo về triển khai thực hiện chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng chống COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình hiện nay, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang đã chủ động triển khai ngay việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó có việc tạo mọi điều kiện cho bà con nông dân chuẩn bị cho vụ hoa Tết năm 2021. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, vụ hoa Tết năm 2021, ông Châu Văn Dũng, thôn Nhân Thọ 1, dự kiến sẽ trồng 600 chậu hoa cúc. Đến nay, các công việc chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Chuẩn bị phân tro đầy đủ hết rồi. Giống là mùng 2, mùng 3 đi xuống giống. Mấy năm thì thu nhập thì không dịch thì có gió mà năm nay có dịch thì không biết sao mà lồm vẫn lồm. Vườn lan cắt cành hoàng vũ của ông Hồ Ngọc Giao cũng đã tất bật chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Với hơn 20.000 cây hoa Mokara, ông hy vọng nếu Tết này không có dịch bệnh, gia đình ông sẽ có nguồn thu nhập lớn. Để phục vụ cho cái dịp Tết sắp tới thì hiện tại là chúng tôi bắt đầu đang sửa soạn lại về kích thích để cho cây chăm sóc lại cây để tăng trưởng và kích thích cho cây nó ra hoa để đúng cái dịp Tết này. Nếu mà trong cái dịp Tết này mà dịch bệnh nó không còn phát triển nữa thì hy vọng rằng chúng tôi sẽ có một cái khoản thu nhập để trang trải trong cái thời gian vừa qua. Bên cạnh cái vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế thì tập trung vô cái phát triển cái sản xuất hoa Tết. Đây là một cái vụ hoa mà có thể nói là đem lại cái thu nhập tương đối cho người nông dân và nó giải quyết được cái việc làm ổn định đời sống. Đến thời điểm này thì các công tác đã chuẩn bị cho cái sản xuất hoa Tết như là về các cái giá thể rồi hoặc là chậu rồi các cái cây giống thì người ta đã chuẩn bị sẵn sàng, thì bây giờ sắp tới cái thời gian là chuẩn bị xuống giống. Từ nhiều năm nay, nghề trồng hoa đã phát triển rất mạnh tại xã Hòa Phước. Ban đầu chỉ có vài hộ nông dân tham gia, đến nay đã nâng lên 15 hộ với diện tích canh tác trên 4 hectare. Vào vụ Tết, làng hoa Nhân Thọ, xã Hòa Phước cung cấp cho thị trường thành phố khoảng 5.000 chậu hoa cúc và một số hoa cúng ngày rằm, mùng 1 ngày Tết. Hiện xã đã kêu gọi đầu tư vùng hoa trải nghiệm khoảng 3.000 m2 tại thôn Nhân Thọ 1. Em đã nhập hoa cúc, hoa mi, hoa đồng tiền là em đã nhập hết rồi. Và hoa thảo nguyên tím, hoàng anh sa, hoàng anh tím, hoàng anh trắng là em đã nhập hết rồi. Thì em tính là khoảng tầm 3 tháng là mình đã đón khách được rồi. So với trồng lúa, trồng hoa đem lại cho người nông dân nguồn thu nhập khấm khá hơn, tuy nhiên lại phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Hy vọng Tết năm nay, người trồng hoa Tết ở Đà Nẵng sẽ có mùa bội thu.